Kính thưa ngoại, xin kính chào các anh chị ha. Hôm nay mình đang đứng tại đường hẻm 151 của quận Bình Thủy ha. Từ hẻm này mình đi ra là đường 91 của quận Bình Thủy ha. Từ đây ra tới đó khoảng cây số. Đây vị trí nhà, hôm nay mình có nhận một vị trí nhà ngay đây ha. Đây vị trí căn nhà ngay đây. Vị trí nhà ngay đây ha. Nhà này 4 nhân 12,8 ha. Đấy. Hướng được hướng tây bắc luôn, một trệt một lầu, lộ 5m, ô tô tới đậu ngay cửa được luôn nha các anh chị. Đấy, đường thông ha, đấy đường màu nhựa thông. Rồi chúng ta bắt đầu vào trong tham quan ha. Hẻm 51 quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Lộ 5m. Lộ 5m, nhà thuộc hướng tây bắc. Ha, rồi với diện tích là ngang 4 và 12,8. Phình hữu cư đất sổ theo hoàn công. Nhà xây thì một trệt một lầu, gồm 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng ăn. Đấy. 1 phòng thờ. Nhà thiết kế rất là sáng nè, màu sơn rất là sang trọng luôn. Nhà này chủ đang giao bán với giá là 3 tỷ ha. Mặt tiền ngang 4 và dài 12. Giấy hoàn công ha. Nhà sơn rất là khá là không. Nhà rất là hiện đại ha. Rồi, cái video của em đến đây là xin tạm ngưng anh chị. Thì anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà mới đón Tết, hoặc là anh chị nào muốn ra riêng để có một căn nhà ở hoàn thiện á, cho những gia đình trung bình, thu nhập trung bình, thì một căn nhà này cũng là một trong những căn nhà không thể bỏ qua, lựa chọn cũng khá là tốt nha, như nếu ở về Cần Thơ ha. Đấy, thì anh chị đó có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại là 0939953639, dẫn anh chị đi xem ha. Cái căn nhà này có anh chị nào đang có nhu cầu ký gửi nhà đất bán, liên hệ em qua số đó, điện thoại đó luôn ha. Cảm ơn các chị rất là nhiều ạ. Anh chị nào chưa đăng ký kênh á thì bấm nút đăng ký và nút thông báo, nhận những video đất mới nhất từ kênh Nhà Đất 927 ha. Cảm ơn các anh chị ạ.